rồi đó, nhưng mà nó nhiều đâu. Ừ, nó từ tốn nó ít dữ lắm rồi. Với lại là cái nhóm là gia cách là con trai mà nó nhiều quá, đợi con trai nó nhiều cũng kỳ. Số chặng Bình Định vừa rồi là như bốn nữ đúng không? Bốn nữ luôn đó, mà sáu nữ luôn đó, mụ bằng mình đó. Sáu nữ. Ờ, mà không mụ bằng mình. Mụ bằng hai cái miệng của sáu, ta bảy tám thằng ông. Ủa gì vậy? Không có ghi hình biểu diễn gì hết. Nè, đâu có cần. Đó. Trải nghiệm của hai anh sau 2 ngày 1 đêm thì hai anh có điều gì kiểu bị vỡ mộng hay gì không ạ? Đâu có gì đâu, vỡ mộng vui mà. Ủa sao có mặt em biết ghê vậy? Sao vậy hả? Phát là sẽ bị vỡ mộng với cái mặt nè. Cái mặt này là cái mặt bánh phấn. Mà nó không ăn đúng không? Cái bắt đầu xuống sình chơi, rồi xong rồi đắp sình lên. Rồi lên rồi tẩy trang, đến hay xong rồi nó cờ lên kìa em. Nó cờ luôn em hả? Em dặm phấn dày quá. Chứ trời về chắc chứ không phải dày mà tại nó không ăn. Với là da dẻ là dầm nắng phơi xương. Bây giờ sình này nọ đó. Da giờ nó nắng nó ăn chứ phấn nó không ăn. Về là coi như mụn nó lên, về như cơm cháy luôn á. Em đẩy thẳng vô này, thấy thấy không? Đẩy thẳng vô, thấy rõ luôn. Đó. Đó, thấy không? Có bao giờ mọi người đi một cái show nào mà nó như thế này chưa? Nó cực và nó lầy lội như thế này chưa? À, cực lầy lội thì chương trình 2 ngày 1 đêm là coi như là số 1 là chứ bây giờ thương tích lầy lội. Là xui nhất nè, đeo đi nó. À, mới vô là thấy chân cẳng rồi bị... Bây giờ nguyên cái đùi là tê đau hết trơn rồi. Chắc là nó bị... Tại vì anh ít vận động đó. Không phải đâu. Sao? Ông ba kéo con tên, con ông á là kéo vô cái lần nguyên cái thằng này quất một cái đùi. Rách mỏ nữa. Rách mỏ nữa. Quá trời luôn. À, sau gần hết hành trình, hai anh ấn tượng điều gì về chương trình đó? Chương trình rất là được người dân địa phương yêu thương. Ở trên xe mà người dân đúng. Nhưng mà người dân ví dụ đi lại ăn uống này nọ mà là mọi người hỗ trợ hết mình luôn. Dân miền Tây mình dễ thương vô cùng. Rất là dễ thương. Với lại cái việc mà đoàn dùng từ check care thì nói cái tiếng Anh quá. Cái gì dùng từ gì chăm tiếng Anh sóc. Chăm sóc đúng rồi. Chăm sóc nè và hướng dẫn nè, có nghĩa là đến chuẩn bị rất là chu đáo, có nghĩa rằng là bản thân Lập với Phát là đi đến đâu là cũng được mọi người quan tâm chăm sóc, không bao giờ bị bỏ rơi hay lạc lõng. Cuối chuyến xe cái là một cái người nhiều tưởng ngoài kia nhiều đây liền luôn, và cái cách tổ chức sản xuất nó rất là gọn gàng, có bề bộn nào chứ. Này đậu cụ ekip thôi. Đậu cụ ekip thôi. Có nghĩa là không, nói chung là mọi thứ chu đáo, tuy là hoàn điều kiện khó khăn nhưng mà đâu ra đó mọi thứ ok. Ở chứ không phải là mời khách mời hoặc là những nhà khách tới đâu là bỏ khu bỏ cụ bớt. Ok ok, cái này là ok mà. Không biết Phát có suy nghĩ này không, nhưng mà Lập có một cái suy nghĩ, này là khi mà chương trình mời anh á thì anh bất ngờ là không nghĩ là chương trình mời mình. Tại sao? Tại vì ở trường chương trình á sẽ mời những cái người làm đạo sẽ có sức khỏe và chơi lại rồi. Ví dụ nữ đi thì là dễ thương duyên dáng, thì cái cũng trò chơi nó nhẹ nhàng với thương duyên dáng. Còn ví dụ mà mình mời hết nam hết rồi chắc chắn là phải dữ dội và có sức khỏe nhiều, nhưng mà chương trình mời mình thì mình cũng hơi bất ngờ là tại vì mình nhỏ con với lại sức mình yếu á. Không mà miếng hài anh dữ dội là được. Dữ dội hả? Chưa giờ hết thấy rách mỏ là hết dữ rồi. Mở báo cáo trồ mình ngậm đây hết nè. Thì do trong đây thì nên là được mấy anh rất là hỗ trợ, giống như cái việc mình gặp chơi với anh Trường Giang đi. Nói vậy chứ thắng anh Trường Giang, anh Trường Giang anh nhường. Anh nhường hết à. Anh rất là nhiều nàng em nên là mình mới có cơ hội thắng ảnh, chứ ảnh mà chơi hết sức hết mình chắc là bây giờ anh còn miếng ảnh danh gì nữa, bị ảnh đè. Anh nặng lắm, anh nặng lắm, ừ, nặng lắm chứ không chơi cái trò mà sắp lớp nhau rồi say đánh nặng lắm. Mà qua giờ thấy mình đã tạo được nhiều tiểu phẩm chưa, mong ước khi đến chương trình gì ạ? Cũng chưa lắm. Tại vì bị những cái trò chơi hành quá. Trò chơi hành quá xong mình mệt quá, không làm kiểu mệt quá. Không làm ra là cũng có vốn chút xíu rồi, giống vốn chút đỉnh rồi. Không, ta nói với Lập thì tới bây giờ Lập cũng chưa mệt lắm, cũng chưa đuối sức. Vậy ôi sao không quăng tiểu phẩm đi, vậy lát tiểu phẩm đi hề. Tại sao á? Nói vậy là nó ít rồi đó, nhưng mà nó nhiều đâu. Ừ, nó từ tốn nó ít dữ lắm rồi. Với lại là cái nhóm là gia cách là con trai mà nó nhiều quá, đợi con trai nó nhiều cũng kỳ. Không, không à. Đàn ông trai không à. Trời ơi. Bình thường nào đàn ông trai. Cái dàn cát nữ vô người ta nhẹ nhàng tinh tế như mà dồn. Sao mà đàn ông trai mà. Cái số chặng Bình Định vừa rồi là như bốn nữ đúng không? Bốn nữ luôn đó, mà sáu nữ luôn đó. Mụ bằng mình đó. Sáu nữ. Ờ mà không mụ bằng mình. Mụ bằng hai cái miệng của sáu, ta bảy tám đàn ông. Thôi mà sáng sớm mở màn thôi, hai chiếc mỏ này thôi lại mệt mỏi rồi.
ơi. À, nhiều khách mời thường cảm thấy yếu nghề khi đến với chương trình, thì không biết là hai anh có cảm có bị cảm giác đó không ạ? À, cảm giác bị không phải là yếu nghề nữa, mà cảm giác bị giặt nghề. Bị Lê Dương mỗi lần giặt nghề. Ứ nghề. Kiểu như là mình có nghề nhưng mà bị chặn, thấy không? Vừa chặn cái là nó ứ lại. Anh thấy rằng là trong chương trình em phát ngôn nhiều câu hay lắm à. Dùng cái từ phát ngôn nghe nghe nó tiêu cực. Vậy là phát biểu đi. Phát biểu. Ờ, không nghe nó trịnh trọng lắm. Trọng hả? Phát gì? Phát tâm. Phát tâm. Phát tâm thì hay phát đó, phần phát quá. Phát lộ. Phát lộ. À, phát lộ. Là phát là sao? Là phát lộ. Là lộ ra những miếng hài rất là nhiều nhát. Lộ ra những miếng rất bỏ tâm phát. Đúng rồi. Đúng rồi, rất là đậm chất vào tâm phát. Còn anh trong chương trình này là lập gì? À, em phát lộ rồi. Chắc là quay lại lập lờ đó. Lập lờ. Lập lờ gì đó, mặn miếng mà nó bị lập lờ lắm. Có nghĩa là lớn lớn là lờ, như là cái nước bị xâm mặn. Mặn mặn, ngọt ngọt. Nước lờ đó. Mà cười không biết nên cười hay không nữa. Cười, miếng như lợn cợn. Nó lợn cợn lắm, lợn cợn, lợn ốc trâu đồ đó. Quăng cái miếng đó là người cười người không. Khi anh em cười cho vui, ông cười cũng quê đúng không? Người cười không cười xong rồi khán giả cũng giá trộn, quăng miếng gì đâu không ai cười. Không mà những mấy khúc mà không cười nó mới dương mắt cười. À, vì là những cái khúc mà mình mắc cười đó là tại vì nó không mắc cười nên mình mắc cười. Đúng rồi. Thì dây dựng nó sẽ nhấp rất là mạnh. Là nãy giờ nó diễn á. Cảm giác lúc tham gia nó khác lúc mà cảm giác anh xem chương trình không ạ? Khác chứ, khi mà mình xem á, nhiều khi á, tất cả những cái gì mà mình vui á, mình lên chương trình mình phải cùng bị cắt gọt đúng không? Mình sẽ không cảm nhận được hết một cách hoàn toàn rồi chơi á. Thứ nhất là mình được cảm nhận nó hoàn toàn, thứ hai nữa là mình là người đứng ra chơi nữa, thì nên là cái cảm xúc nó sẽ trọn vẹn hơn. Mà tiếc ha là bị chương trình mình sẽ bị rút ngắn một vài thử thách rồi đó, tại vì không có đủ thời lượng. Chứ mà còn mà nữa là vui nữa, tại vì ở đây về nhiều cái lầy lội vui lắm. Vậy là chắc là do cái miệng của anh nó bị rút ngắn lầy lội. Đúng rồi. Còn mà bung vô cái miệng thôi là mất hết nửa tiếng để băng bó. Trời ơi, vậy là tôi rồi lập tức thoát sản lượng chương trình. Sản lượng chương trình. Sản lượng chương trình. Thôi bù lại đi, bù lại một cái khác. Mùa sao nữa ha, bù lại một số mùa sao nữa. Sao bù lại trong số nữa đi. Có lỗi á, có lỗi á, bù đi. Bù mời tôi lên bù. Sao lại tiếng lên vậy ta? Gặp qua, trái phải nó sẽ lên. Hả? Té gì búng dữ vậy? Nè, tôi so bà nè. Hãy cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Cái đồ dụng quá, cứu tôi. Té đó, cái này mình té thiệt. Nó có độ đàn hồi quá. Không có kỹ thuật biểu diễn gì hết. Nè, đâu có cần. Đó. Nè. Ủa, giọng cần sao? Té mà hả, phải nhảy bùng binh à. Hồi nhỏ chơi được cái xe này á, là qua nhà tới bên á, mượn cái xe của mấy đứa nhà giàu tới bên có cái xe này. Chứ mình ở nhà mình không có khá giả, không có xe này đâu. Cái này là nhà mà giàu dữ lắm, hồi ở dưới quê mới mua mấy cái xe này chơi á. Cho nên là mới biết được cái xe này. Đúng, 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 đúng. Cứ kiếm chuyện tôi xuống thôi. Để cho anh yên đi. Dằn mặt đi, dằn mặt đi em, dằn mặt đi. Để tôi ngồi yên đi, đừng làm cho tôi hết. Đó, cái đó mới chết miếng luôn á. Miếng cuối nè. Ông này, ôi trời ơi. Ông rừng. Chốc miếng giờ, gần miếng à. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Vui lên thôi anh em ta cùng dòng chơi, đôi chân đi muôn nơi khắp trời không ngơi. Từ vùng núi đất đá để mình cởi bao la, ra đôi tay ta bay để mình xa vời. Và vào sóng với gió cứ cuốn đi, cuộc đời này đẹp lắm ta hãy cứ sống đi. Cùng nhìn về phía trước là một bầu trời đầy mơ ước, là tình yêu dành cho đất nước ta mang trong hành trình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ